Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với channel của mình Tây Life. Thì hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi xem một cái buổi mà đánh bắt cá bằng lưới ở dưới quê, xem nó như thế nào nha. Thì ở dưới quê mình á, thì họ bắt cá thì thường dùng cái lưới này hoặc là cái lưới như các bạn thấy trên mạng rất là nhiều á. Các bạn coi TikTok á, thì nó có cái lưới mà thả chùm xuống đó, và một loại, và cái loại này là loại lưới dài, và lưới này thì cần khoảng là hai người đó, hai người xuống để bộ cái lưới này đó bắt cá. Thì cái đề này đề nhà mình thì cá chỉ có cá tra và cá rô là nhiều hơn đó. Các bạn thấy cá nó dậy quá trời mạnh, ghê thiệt. Quăng đó đi. Cá này, mấy con cá tra này nó mạnh ghê lắm, bạn thấy nó dậy kinh khủng không? Quá mạnh. Cái con này mở bự một tí nữa là bắt bế xế nó. Đây cho anh coi nè, cá mới bắt luôn. Cá này nó mạnh kinh khủng. Cá này mà mình lấy cần câu, mình câu là nó kéo mình đi luôn á. Mà cầm cần câu mà không chắc là nó kéo xuống nước luôn á. Mạnh kinh khủng. Cá này mới bắt lên đó các bạn, làm sạch và các bạn nấu cháo xả ăn cũng tuyệt vời luôn. Còn nếu mà để ăn cơm ngày hàng ngày thì các bạn có thể đem kho hoặc là nấu canh chua rất là ngon. Cá này là vì mình nuôi ở vườn á, mình không có cho ăn sức ăn như là mấy cái loại mà cá mà nuôi trong nuôi công nghiệp đâu, mà thịt nó dai cực kỳ dai luôn. Chung là cái buổi bắt cá này mình nãy mình bận, mình quay chỉ được một cái khúc nhỏ thôi, mình không có quay được nhiều cho các bạn xem. Vậy mình sẽ quay sơ sơ để các bạn cảm nhận cái không khí rồi mình sẽ kết thúc video nha. Nè, cá mình để lát mình nấu nè.